Sau đó Chúa chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này, thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi cũng xin rũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy thành Sơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó. Khốn cho ngươi hỡi Khô-ra-đin, khốn cho ngươi hỡi Bết-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Si-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế trong cuộc phán xét, Tia và Si-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa hỡi Ca-phát-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Ai nghe anh em là nghe thầy, và ai khước từ anh em là khước từ thầy, mà ai khước từ thầy là khước từ đấng đã sai thầy. Hãy mừng vì tên anh em được ghi trên trời. Luca chương 10 từ câu 17 đến câu 20. Nhóm 72 trở về hớn hở nói: thưa thầy, nghe đến danh thầy cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giê-xu bảo các ông: thầy đã thấy Sa-tan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay, ngày 3 tháng 7, Chủ nhật thứ 14 thường niên năm C. Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta về việc loan báo tin mừng. Chúa Giê-xu nói: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Thực sự thì loan báo tin mừng là công trình của Thiên Chúa, chứ không phải của con người. Thời nào giáo hội cũng bị bắt hại, nơi này nơi khác, khi ít khi nhiều. Chúa Giê-xu từng nói: thế gian đã ghét thầy, nó cũng sẽ ghét anh em, vì anh em không thuộc về thế gian, không sống theo kiểu thế gian, không làm vừa lòng thế gian. Nhưng càng bị bắt hại thì giáo hội càng được mời gọi
đặt niềm tin vào Chúa của mình. Chỉ khi nào tin như thế thì giáo hội mới không phản bội lại sứ mạng của mình. Nhờ niềm tin đó, giáo hội mới không tìm cách thỏa hiệp với thế gian để được chút lợi lộc. Phải đặt niềm tin vào Chúa thì giáo hội mới không chạy theo những sinh hoạt tôn giáo rầm rộ bên ngoài để đánh đổi anh em của mình, đánh đổi sự độc lập, sự tự do của con cái Chúa. Không kể cái thời sơ khai thì giáo hội Công giáo gặp rất nhiều khó khăn khi sống trong các nước theo cộng sản. Khó khăn cả bên ngoài lẫn bên trong. Bên ngoài là sự o ép, bách hại, khiến cho nhiều Kitô hữu đã chọn giải pháp giấu đạo để kiếm sống vì kế sinh nhai. Nhiều nơi bách hại quá khắc nghiệt, làm cho Kitô hữu không còn dám sống đạo nữa, dần dần bỏ Chúa, bỏ nhà thờ. Khó khăn bên trong là do sự mưu mô quỷ quyệt của thế gian đã len lỏi vào tận bên trong nội bộ giáo hội, khuynh loát ngay cả những điều rất thánh thiêng như chức thánh, như việc thuyên chuyển mục vụ. Chắc chắn Chúa sẽ chất vấn chúng ta về việc loan báo tin mừng của giáo hội. Tin mừng mà chúng ta loan báo có giúp giải phóng con người toàn diện hay không? Vai trò của giáo hội Công giáo trong việc loan báo tin mừng cho người dân tại Việt Nam như thế nào? Số phận của những người nghèo, người bị loại ra bên lề xã hội, những người thấp cổ bé miệng ra sao rồi? Giáo hội có còn là giáo hội của người nghèo hay không? Chúa sẽ hỏi chúng ta: anh ngươi đâu? Chị ngươi đâu? Em ngươi đâu? Qua dòng lịch sử, giáo hội Việt Nam đã từng chứng tỏ mình là một giáo hội kiên cường trong những cuộc bách hại. Biết bao nhiêu chứng nhân đã tuyên xưng đức tin bằng chính mạng sống của mình. Điều đó chứng tỏ việc loan báo tin mừng của giáo hội Việt Nam đã thành công. Nhưng từ khi đời sống vật chất của chúng ta đi lên một chút, thì hiệu quả việc loan báo tin mừng dường như bị giảm sút. Khi gặp thử thách, khi sóng gió ập đến, có những môn đệ quên cả việc rao giảng tin mừng để uống công tin mừng theo thời đại và hoàn cảnh, nhằm thỏa mãn những nhu cầu trần tục. Họ tin vào Chúa không bằng tin vào sức mạnh của các tổ chức trần thế, cố gắng củng cố sức mạnh bằng cách tăng cường nhân sự, phương tiện, của cải, quyền lực, danh vọng, v.v. Nhưng sức mạnh nước Thiên Chúa không đến từ những phương tiện trần thế. Chính Đức Giê-xu đã xác định với các môn đệ rằng dù được đón tiếp hay không, họ phải kiên quyết rao giảng cho mọi người triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Không phải vì bầy sói đông quá mà các môn đệ khiếp sợ đến nỗi không dám mở miệng rao giảng Đức Thiên Chúa nữa. Không thể vì những lực lượng bất hảo hay quần chúng tự phát đang siết cộng kìm mà không dám dấn thân để xây dựng nước Thiên Chúa. Loan báo tin mừng cũng là làm sao để biến đổi toàn thể thế giới ngày càng tốt đẹp hơn, tức là dấn thân cho công lý, hòa bình, tự do và việc tôn trọng nhân quyền. Tất cả đều nằm trong kế hoạch Thiên Chúa nhằm cứu độ muôn dân và cứu độ một cách toàn diện. Nhiều người muốn tránh né nên chủ trương nước Thiên Chúa là đời sau, là trời mới đất mới, chứ không liên hệ gì đến cuộc sống trần thế này. Kitô hữu cần phải nỗ lực đem Chúa Giê-xu trở lại với đời sống xã hội, vì con người đã loại bỏ Chúa ra khỏi đời. Có một số người muốn sứ điệp Đức Giê-xu về nước Thiên Chúa chỉ thuần túy mang tính tôn giáo và không liên quan đến các cơ cấu chính trị xã hội. Thật ra, tin mừng liên quan tới những thực tại sâu xa của trần thế này. Bởi vậy, sứ điệp của Chúa Giê-xu có một thái độ rõ rệt đối với một thế giới đầy áp bức và những cơ chế của một trật tự xã hội bất công. Nếu không phục vụ nước Thiên Chúa, thì giáo hội hiện diện để làm gì? Phục vụ nước Thiên Chúa nghĩa là dấn thân làm cho xã hội ngày càng công chính, bình an và hoan lạc trong thánh thần.
Thư gửi tín hữu Roma chương 14 câu 17. Lạy Chúa, xin cho giáo hội chúng con biết can đảm phục vụ nước Thiên Chúa, phục vụ con người, nhất là những anh chị em nghèo khổ, vì con người là con đường của giáo hội, để công lý mong người trị trên quê hương chúng con, và để những người chưa biết Chúa sẽ nhận ra Chúa qua giáo hội. Amen.